thưa quý thầy cô, thì danh sách học sinh khóa 12 học online nó không phải là một lớp nào mà nó rải đều các lớp, nên chúng ta phải tạo một cái nhóm. Thì để tạo nhóm, thầy cô vào cái quản lý đào tạo, thầy cô chọn nhóm học. Lúc này ở bên phải phía trên nó có cái nút thêm mới, nó cho phép chúng ta tạo cái nhóm. Thầy cô nhấn vào thêm mới. Ở đây thầy cô đặt cái tên nhóm, ví dụ em đặt nhóm online 12 môn học, thì cô chọn bộ môn của mình. Về khối lớp thì cô chọn khối 12. Lớp học do các em nằm rải đều các lớp thì cô chọn vào dấu tích để cho nó chọn hết tất cả các lớp. Sau đó mình sẽ đưa cái danh sách học sinh vào gồm 27 em. Thì 27 em này thì cô nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, thì cô sẽ gõ từng em. Ví dụ em đầu tiên là Quỳnh Gia Lập lớp 12A2, thì em sẽ gõ vào đây là Gia Lập. Thì cô chọn vào Quỳnh Gia Lập. Tiếp tục thì cô tìm em thứ hai, đó là em Mã Thị Cẩm Tiên. Cẩm Tiên thì cô gõ vô đây, chọn Mã Thị Cẩm Tiên, nó sẽ add vào cái danh sách. Tiếp tục em thứ ba là Quỳnh Tấn Phát. Quỳnh Tấn Phát đó, thì cô chọn thì nó cứ add vào, ví dụ được 3 em rồi. Tương tự như vậy thì cô chọn hết cái danh sách là 27 em. Sau đó thì cô nhấn vào cái nút lưu. Khi thì cô đã thêm đủ số lượng học sinh rồi thì cô nhấn vào nút lưu, thì nó sẽ tạo ra một cái nhóm. Đây, nhóm online 12, nhóm em vừa mới tạo. Sau đó thì cô vào thời khóa biểu. Dựa vào cái thời khóa biểu của cô Hồng thì cô sẽ đặt cái lịch dạy của mình. Ví dụ em đặt ngay sáng thứ tư nè, lịch giờ 7 giờ tiết, thì thầy cô chọn cái tiết của mình ha. Lớp thì cô không chọn lớp A1, A2 nữa, mà thầy cô chọn vào cái nhóm chúng ta vừa mới tạo. Đây, nhóm online 12. Môn thì cô chọn môn. Loại học liệu thì cô chọn là lớp học ảo. Tên lớp thì cô tự đặt tên gì cũng được. Thời lượng đặt cái số phút vào. Sau đó thì cô nhấn vào nút lưu. Đó, thì nó đã được ghi vào cái thời khóa biểu như thế này. Và ở cái tài khoản của học sinh nó cũng sẽ nhìn thấy được tiết học của chúng ta. Đúng giờ chúng ta cứ vào dạy và học sinh cứ vào học. Em xin hết.